Chào tất cả anh em của BN Gaming. Thì sau một thời gian im hơi của tựa game tốc chiến và đấu trường chân lý mobile thì Riot của Linh đã lên tiếng về một tựa game mới của nó, đó là Valorant, một tựa game bắn súng. Anh em nào chưa biết thì hình dung nó như một tựa game như đột kích, và anh em có thể vào YouTube để xem cái trang chính thức của nhà phát hành. Nó đã có những hình ảnh mới nhất về tựa game này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để mà tải sớm tựa game này cũng như là tạo tài khoản và những cái thông tin của nó từ trang bay. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Thì đầu tiên đây là cái bay của nó. Ở đây đã có những thông tin như là cập nhật thêm có một cái beta kín vào một tháng 4 và ngày 7 sẽ bắt đầu. Thì chỉ có một số quốc gia áp dụng và giới hạn limited cho người chơi, bao gồm châu Âu, Canada, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga và một số nước khác nữa. Nếu ai muốn chơi thì sẽ phải đăng ký tài khoản Riot. Và một số quốc gia sẽ không chơi được, và chỉ có những quốc gia áp dụng trong cái bản beta kín lần này. Nhưng theo dự kiến thì nó sẽ ra vào mùa hè 2020. Có nghĩa là mùa hè 2020 có thể nó sẽ ra bản chính thức trên toàn thế giới và hoặc là thêm một vài quốc gia. Điều này thì chúng ta chưa thể nói trước được. Thì mình có cập nhật được cái bản game này, cho nên hôm nay mình hướng dẫn anh em cách tải về trước và đợi đến ngày ra mắt nha. Đây, cái link tải thì mình để phía bên dưới. Anh em có thể kích vào cái link đó, nó sẽ hiện ra một cái trang tải như thế này. Sau đó thì anh em kéo xuống, bấm vào phần này cho mình, I'm not a robot, để xác nhận là không phải robot. Anh em đợi khoảng vài giây. Thì sau khi mà cái thời gian này đã chạy xong thì anh em kích vào cái tạo đường dẫn tải xuống. Ok, sau đó anh em kéo xuống kích là vào lần nữa nha. Ở đây thì mình đã tải rồi cho nên mình sẽ không tải nữa. Mình sẽ hướng dẫn anh em cách vào luôn. Đây, anh em kéo cái file này về và giải nén giúp mình. Nhanh thôi. File này thì cũng 60 mấy mê thì cũng khá là nhanh. Sau đó anh em cài đặt nha. Ok, đây là cái giao diện khi vào game. Cái giao diện ở màn hình cài đặt. Thì game này yêu cầu anh em phải có 6,9GB trên PC. Hiện tại thì trên mobile cũng đã có, nhưng mà cũng chưa có thông tin chính thức như thế nào. Có thể là bản PC sẽ ra trước và bản mobile sẽ ra sau. Thì anh em về anh em kích vào phần cài đặt cho mình. Ở đây thì chưa cài đặt được đâu. Mình đã thử rồi. Thì sau khi anh kích vào đó thì nó sẽ hiện ra cho anh em một cái bản đăng nhập vào game. Đây, thì yêu cầu anh em phải có cái tài khoản Riot ở cái khu vực mà nó cho phát hành game trước. Thì anh em phải gọi là phát IP để mà tạo cái tài khoản Riot này. Thì mình có để cái link mà hướng dẫn anh em tạo tài khoản Riot ở dưới phần mô tả. Anh em nào ở thời gian trước vẫn chưa tạo được tài khoản này thì có thể xem cái video của mình để tạo tài khoản và cách phát IP để mà tạo những cái tài khoản ở những quốc gia khác. Đây, mình sẽ đăng nhập trước. Đây là cái tài khoản mà mình tạo ở quốc gia khác. Thì nó kêu là không thể truy cập vào game. Thì bạn không có quyền chơi game này, kiểu như bây giờ hiện tại thì game chưa có phát hành, chưa có ra, cho nên nó chỉ để cái bản tải trước như vậy thôi. Thì anh em nào quan tâm đến tựa game này thì có thể tải cái bản như mình hướng dẫn về trước, và đến khi nó mở beta thì anh em đăng ký, và nếu có cơ hội thì anh em sẽ được chiến trước. Và trước sau gì nếu anh em nào muốn chơi cũng phải tạo trước tài khoản Riot cũng như tải cái file này về thôi. Thì mình cũng đem đến thông tin đến cho anh em như vậy. Thì anh em nào quan tâm thì có thể tải về hoặc là tạo tài khoản trước để chờ game ra. Ok, anh em nào quan tâm đến tốc chiến cũng như đấu trường chân lý mobile hoặc là những cái tựa game của Riot thì có thể đăng ký kênh. Thì mình sẽ cập những tin tức mới nhất đến cho anh em. Ok, tạm biệt anh em.